một ít hẹ coi, thì về đang làm cái món gì đây cũng nhớ nữa. Nó lấp lấp trong quả cải là quá trời, cây nào nó dài rất nhanh nó lên lại, nó quả cải nó gặp đấy, nó nặng ở trong này, nó ốc trên hẹ ra nữa nè, trộn qua cái dao của nó che lại. Tốt luôn, bự những cây cao. Dạ ra. Nhắc về cái mai mốt đó, nó lên lại. Dao này cho nó chống rồi, gà này mới tốt nữa. Rồi, nhiều đầy đủ ăn rồi. Ớt. Ớt kính đỏ hết trơn nè. Ức kỳ dữ lắm, cày dữ lắm. Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh Quê Nhà Có Mẹ của mình. Bữa nay mình vô bếp mình bắt nước để mình trụng xương, mình nấu bánh canh hẹ nha cả nhà. Rồi, cho vô nửa muỗng muối, hành tím gừng vô. Lấy thịt trộn xương. Rồi bắt son lên, nấu ít tôm này vô, để luộc, cho nước dừa vô, cho vô 1/4 muỗng hạt nêm,
cho vô ít gừng hành tím. Canh chín này mình vắt ra. Cho qua thao nước cá. Cho em mình gọt rau củ vậy mà. Dạ. À, cái em gọt bào mỏng mỏng thôi. Sáng này nó hái được mớ hẹ cũng nhiều. Yeah. Này nấu bánh canh hẹ. Ủa, hồi sáng chị tính đâu nhà anh Trang nó hái mà à, nó hái cắt hẹ mà cha nó hái ông Quyền hái. Cái da này sao vậy? Gọt nó dày quá, nó ăn quá, ăn sâu quá. Đè, đè nó xuống vậy, đè vậy nè, nó mỏng lại. Da này nó vô sâu. Cái da của Cương gọt nó ăn dày quá. Củ cải trắng này ngon cái gì nè, ở vùng ngoài á. Dạ. Ừ, ta đem về đây người ta bán nè, nó ngon quá sức nha. Nó dẻ khác à. Củ cải sạch khỏe. Củ uống nu. Mới trồng mà vùng nào mà củ cải ngon mới về á. Dạ. Chứ không phải củ cải vùng mình đây. Củ cải trắng nấu nước súp nó thơm. Dạ. Chị cắt nữa cha. Cải trắng Nguyễn cho anh thích cải trắng nè, củ cải trắng này người ta nói ăn gì mở máu quá. Ừ. Điều cái nấu súp nấu gì để vô nó thơm, cái nước nó thơm chị chịu. Nước lên hơi rồi, cho vô nửa muỗng muối. Nước sôi rồi mình cho trứng cút vô. Rồi giờ mình lấy cái xương mình rửa sạch rồi. Rồi vô nồi nước. Rồi thịt mình bầm nhuyễn này, mình cho vô thau. Rồi kế tiếp mình cho chả cá thác lát nạo nhuyễn cho vô. Rồi mình cho thêm nửa ký dồi sắm, 1 ký thịt, 1 ký chả cá, này là nửa ký dồi sắm, cho 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, cho vô 1 muỗng hành tỏi chi thơm, mình cho vô 1 muỗng muối tiêu. Rồi giờ mình lấy chài mình quớp. Mình cho ít tiêu xay vô. Vô cho hành lá cắt nhuyễn vô. Trộn lên. Dài ngon quá. Rồi mình trộn củ cải trắng để vô nồi nước súp thơm.
Rồi ở nhà mình được một ít bắp non, ông chồng ông hái về nè, mình thả vô nồi nước súp mình nấu cho nó ngọt nước. Nồi nước súp về ngọt lắm. Vậy mình cho nấm gơm vô luôn. Rồi cho củ hành trắng vô. Cho nước thơm. Cho mỡ vô để mình phi hành tỏi, mình đợi mình cho hành tỏi vô mình phi luôn, phi mình để dành xài luôn. Mình có phi hành tỏi nè, giờ mình múc dầu vô bớt rồi, giờ mình cho tôm vô xào. Rồi mình cho cải trắng vô nồi nước súp luôn. Rồi được rồi, Dũng à, cho chả vô mình chiên. Chả này mình để vô cái bọc, mình tạo cho nó có cái hình. Rồi thêm cục nữa. Rồi giờ mình có được hai cục chả lụa, mình để vô luôn, chiên luôn cho nó vàng nó ngon. Rồi giờ lấy bánh mình trộn. Đi mà. Giờ mình xắt nồi rí để chút để vô tô cho nó bánh canh cho nó thơm. Rồi giờ mình cũng lấy hẹ mình xắt. Rồi mình cắt khúc đầu để riêng. Rồi giờ lấy chả sắt.
ngon quá. Rồi, tới cục chả lụa này coi. Ngon quá. Rồi, mình vớt rau củ xương đồ ra. Nước súp này ngon lắm. Có bắp non nhà mình trồng nữa. Giờ mình cho chả vào viên vô. Rồi mình cho cải đỏ vô cho nó có màu sắc. Rồi mình cho vô 1/4 muỗng muối, 1 muỗng đường phèn. Cho vô 2 muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt. Rồi bánh mình luộc xong rồi, cho vô nước súp. Cho tôm vô. Rồi mình cho hẹ vô. Rồi, để chị múc vô. Chà, bánh canh này con dài dữ à. Đây, chị vớt lên. Tô là no tới chiều. À, còn chín cút rồi mấy em Vĩnh ơi. Trời ơi, tôm nước chuối vô đây đâu hết rồi. Đây, gặp tôm. Đây, đây, đây. Còn nữa thì Diễm ơi. Cảm
miếng canh hẹ để con nó dài. Cái này người ta cắt bằng máy nè. Trời trời, tôm tôm ấy đũa sắp lên rồi, có tôm không Diễm ơi? Chạy chứ lại. Rồi. Cho trứng cốt vô. Rồi, thêm chả vô. Rồi, cái này chả lụa. Xong hết rồi, giờ mình chia đũa gan nè anh ơi. Đũa đây Diễm ơi. Diễm ơi chị Tư. Mẹ cha còn muốn mẹ cha nữa mà. Đây ăn cái. Cái này mưa quá. Ăn cái, mẹ ăn cái. Mưa ăn mấy này nó không đủ mà thôi. Bánh canh hẹ. Ăn đủ thứ bánh hết rồi, giờ thấy bánh canh hẹ ngon quá, giờ mình làm món bánh canh hẹ. Mời cả nhà cùng ăn bánh canh hẹ với mình nha. Mời cả nhà cùng ăn với con. Mời cả nhà. Mời cha mẹ với ba tiện. Bữa nay là bột này bột mình mua. Cái con nó dài thôi mà. Để bút cái lên cho nó đi tới đâu. Để dài vậy cho thấy nó ngon. Bữa nay không có thằng Bi rồi. Bữa nay vắng vẻ rồi. Mà bữa nay mẹ hai định qua mà mẹ hai đau bụng rồi. Chiều nay qua thăm tình hình tôi đau bụng sao. Cho mẹ hai một tô. Mời cả nhà. Ngon vừa ăn nha. Nhưng mà cái sợi bánh canh luôn thấy giống như nó có từng lớp vậy. À tách lớp được đúng rồi mà. Lỗ mình sắp máy. Mình cho giống như có miếng bánh tráng hay không? Ừ. Nó lớp lớp luôn hả? Bữa nay mưa gió quá. Nhẹ thấy nhiều mà không nhiều.
thơm. Để ớt vô rất nhiều mấy con. Hai chồng chung với cải, nó bít hết trơn. Dạ. Mỗi cải ra nó lòi hàng. Ồ, về sáng anh hái đó hả? Ừ. Cải hương quá. Cải làm nhà. Cái sợi bánh canh này nó cũng được chứ không có giống như con mẹ nè. Mẹ tính mẹ nhồi, mẹ mua bột rồi. Mà thấy trời mưa trời gió cực quá. Thôi gặp bánh này thấy cũng ngon mua luôn. Dạ. Ăn thử bánh này mình rồi biết. Ừ. Nó ăn mình một tiên. Mình lấy ăn ở nhà làm không hả? Nhưng hồi nãy anh không có nhà lắm, nên em chín nhỏ bột á. Ừ. Cho anh ép. Còn chả lắm nhưng mà tẻ. Ừ. Chả mẹ làm ngon lắm, mẹ ngon. Ngon. Dạ, dạ, dạ. Bánh này chị làm cái lẩu mà củ qua nó cũng ngon. Dạ. Mấy đứa đi học hết trơn rồi, thì mưa thì gió này nó không đi rồi, nó đâu có về được. Dạ. Hương thì năm nay 12 rồi, nó lo nó chuẩn bị nó học. Nó học thì nó phải học thêm nữa. Ừ. Đã hai tính cháu rồi, hết cháu rồi qua đường. Hai định nó hai yếu rồi. Chậm chạp quá với lại Minh Trưng cẩn yếu quá đó, chị cũng không dắt cho đi được nhiều nữa. Qua đây mà trời mưa thì gió không. Chị không dắt thì chỉ đi ra ngoài đâu. Khó tuổi à. Ngày hôm qua nói bữa nay qua. Rồi hồi sáng nói anh Trang là hai đau bụng. Ừ. Nè, sợi bánh canh này mẹ nó có lớp nữa nha. Ừ. Không gỡ ra được. Nhiều lớp lắm không mà mẹ. Ừ. Nhưng mà bột cũng ngon lắm. Ừ. Bột người ta ăn nhồi á, nó ngon nè. Bị gặp giá này là mê dữ lắm. Phải mua quá mà xa nó đâu có về được. Mà trời mưa đi chị cũng lo quá. Hôm nay đi học á. Trời ơi trời mưa chị sợ không chết luôn chị Trâm. Nó đi sáng sớm thì cha nó đưa, cứ đi theo con hoài luôn chị nào mà. Rồi sáng thấy đường rồi mới trở lại. Đường giết muốn tới trên Vĩnh Long luôn. Dạ. Thằng Kha nó thằng trai thì không có sợ. Thằng Kha đó nó đi cực lắm. Nó đi lúc mà nước ngập á. Nó đi dặn đường lộ 16 về á. Xa lắm. Hay bị nước ngập á. Khá này nè. Giờ người ta nâng cấp lên rồi đỡ luôn mà. Mấy năm trước là tới mùa nước nổi này là lộ ngập hết trơn đi không được luôn á. Chả chiên này mà ngon hơn cái chả chả luộc không. Cái sợi này mà xé ra thành sợi phở. Chả rồi ăn thêm chả nè. Thôi. Cái món này nó hơi mùi hẹ. Ừ. Bánh canh hẹ. Nó thấy nhiều màu nó xèo chút. Sắc gì dữ à? Sắc dài nó biết cua anh mà hả? Ừ. Để dài quá ăn nó dính cái lông mũi nè. Dính lông mũi dính càm. Ừ. Ăn miếng ớt nó ngon. Thấy đơn giản gì mà cay. Ừ.
Dạ. Ổng dầm ra nó không cay. Con để bên này mà để mình nó không có cay nha. Ừ. Cay cái đã mượn nguồn. Mẹ không phải đánh canh. Này nó không thích nước cốt dừa, chỉ là bánh canh mẹ này. Dạ. Chứ chỉ thích nước cốt dừa. Nước cốt dừa không? Một sắc lên. Một mình sắc lên. Dạ. Một mình nhồi vậy. Ừ. Thôi bữa nay mua quá trời luôn. Nãy mua như mẹ. Cái đường đi lên Thái Ổi với cha bị lúng rồi. Quá trời luôn. Hôm nay đổ đá quá. Mình tới bẻ hổng không tới nữa. Tới Thái nữa hả anh? Đi không có tiền đi luôn. Bữa ở đã nấu không xin cô đến lúc nào làm mỏi rồi khỏi ở không luôn. Cái đợt đó mình để nhiều lần này là để cả tháng. Ừ. Là để xuống luôn á vậy. Dạ. Cái này bọc nhiều quá chừng luôn. Cha nhưng mà xây vòng tròn. 55 bao lớn là 90 mấy ngàn. 90 mấy ngàn bao. Xây vòng tròn là con nấu đủ hoài phải không cha? Ừ, là hái có hoài luôn đó Diễm. Dạ. Chồng ổi này là bây giờ bắt đầu làm. Tại vì hồi trước ảnh cho ngưng hết một đợt. Dạ. Rồi cái đó chừng mà nắng quá chừng nó mưa xuống nó rụng bông hết là thành ra hai đợt. Dạ. Còn bây giờ tháng này là bắt đầu nó có liên tục tì. Dạ. Luôn rồi đó. Ổi những này nó trứng luôn. Ừ. Mà có cái hẹ này nó hơi hăng hăng đó mẹ. Ngon. Dạ. Mẹ thích. Mỗi khi cắt dài ăn trải miệng. Nhờ thích trứng cút mẹ tròn. Ngon. Ngán trứng cút không? Ừ, to quá. Ừ, này rồi chín không à? Nghe mùi. Nó có to mà. Nhà chồng ngoại không phân thuốc gì hết mà nó cũng bự. Con chuồng á, con hữu cơ á, phân đó là lâu lắm rồi mà nó quay nữa không. Có món này nữa nè mẹ. Dạ hả? Nhưng mà là chả cá biển á. Ừ. Cái chả cá mà Nha Trang ngon lắm luôn á. Ừ. Ừ. Cá người ta cá tươi á, cá biển á, cá tươi á, nó ngon lắm. Với lại chả mực nữa ngon lắm, ngọt. Dạ. Lắm. Còn một loại chả mà này nấu không ngon bằng cái chả chiên. Ừ. Chả nhà làm vừa ăn. Chả nhà là chả này hả? Ừ, chả này em làm nè. Ừ. Ăn nữa mà Diễm. Dạ. Ừ, thấy được không? Đây, chả ngon á. Đây. Ừ. Con hỏi nha, con có hả? Mẹ thích. Con còn. Ngon. Cho trứng cút nè. Cái nào hết trứng cút. Nói giờ hôm nay mưa bão quá trời, nó rất là ngọt hết nữa.
tôm cũng ngon. Tôm thịt dẻ không Diễm? Mưa thì gió quá, mình nãy chứ thôi mà mẹ này nè xây rồi nhồi chung cái bổng á, cái màu cũng đẹp lắm. Màu xanh đó mà, màu xanh rồi cũng sắc cũng luộc á. Rau củ nữa. Dạ. Ảnh trồng bắp ở ngoài á. Mà mới hái mới hái thử. Cho nên nó chưa hộp nó chưa đầy hung. Chị chặt chị để vô chị nấu chị lấy nước ngọt luôn. Dạ. Nước ngọt rau củ nè. Nhưng mà non nó ngọt hơn á. Tôi lấy ra cái bắp đó cái dầu á, nấu nước uống. Nó ngọt mà nó thơm lắm. Đừng có khỏi có bẻ bắp non. Để luôn hả? Mình bắp non đâu có nhiều. Tại này nó dày với trái nhỏ nhỏ thôi mà. Cái bắp trái con ít quá. Cái chút mà thôi. Cái tô nhỏ quá nó chật chội. Cái tô bự nó múc lưng mà. Thấy nó lưng nó không thêm hồi nó đầy một con. Wow. Nè, cái mẹ quên nó dắt con con. Bữa nay làm món bánh canh hẹ này ăn ngon. Nhiều rau củ quá trời luôn rồi. Ăn no chứ đâu có biết nhán. Nhiều rau củ quá thấy vậy thôi đổ nước vô cho nhiều nhiều nấu cho nó ra chất ngọt, nấu ngồi một nồi luôn. Chiều mà cho mà tiện ít nữa mà đem gì dưới cho dưới ít cho mấy đứa ăn với. Nhà mình ăn bánh cũng xong rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.